Chào các bạn, tôi là Bùi Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến coreashop24h.com. Video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về sâm khô hộp thiếc loại 600g. Vâng thưa các bạn, đây chính là một cái sản phẩm hiện đang được rất ưa chuộng của những người sử dụng hầm sâm. Nó là một cái loại sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe và nó được chiết xuất từ những cái củ sâm thượng hạng 6 năm tuổi, vâng, của Hàn Quốc. Và thưa các bạn cũng biết rằng là nhân sâm nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời đối với sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và củ hồng sâm này thì chúng ta có ngoài những cái tác dụng về sức khỏe thì trước tiên là cái tác dụng rất là rõ là rất dễ sử dụng, vâng, dễ mang vác, dễ bảo quản, dễ mang lạ đi, đúng không ạ? Khi mà các bạn đi công tác hay gì, các bạn có thể mang theo một củ sâm khô này, nó sẽ dễ bảo quản hơn là các bạn dùng sâm tươi. Thế cho nên là chính vì vậy mà nhà sản xuất đã làm nên củ sâm khô để các bạn có thể dễ sử dụng, đúng không ạ? Thuận tiện. Vậy thì cái tác dụng của sâm khô Hàn Quốc là những cái gì ạ? Thưa các bạn, trước tiên thì trong cái củ sâm khô Hàn Quốc này nó có cái lượng saporin rất là lớn. Nó đấy là một cái tác dụng thúc đẩy các cái tế bào, ngăn chặn các cái tế bào lạ cũng như là ức chế các cái tế bào lạ phát triển. Cho nên là nó cái khả năng đầu tiên và đặc biệt nhất của nó là làm ức chế những cái tế bào ung thư, ngăn chặn, vâng, ngăn chặn nó phát triển. Cho nên là đấy là một cái hiệu quả rất là hữu hiệu đối với sức khỏe của chúng ta, và nó giúp giảm căng thẳng mệt mỏi. Đấy là những cái tác dụng mà chúng ta tuyệt vời của sâm khô Hàn Quốc, đúng không ạ? Và nó có những cái tác dụng cụ thể nữa đối với sức khỏe chúng ta là gì ạ? Nó làm giải phóng cái insulin, cho nên nó làm giảm cái lượng đường huyết trong 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 lượng đường trong máu, vâng, và nó làm giảm các cái căng thẳng mệt mỏi, những cái chóng mặt hay là nhức đầu. Nó giúp chúng ta là hạn chế những cái tác hại của bệnh tiểu đường, những cái biến chứng như là suy thận hay là bị hoại tử. Đấy là những cái tác dụng của sâm khô, vâng. Và nó còn giúp là thải độc gan cũng như là chống những cái bệnh về gan, tăng cường cái chức năng gan. Và sâm khô hộp thiếc thì nó còn có một cái tác dụng nữa, đó là nó làm giảm các cái lượng mảng bám tích tụ, những cái mảng bám xơ vữa tích tụ ở trong mạch máu, cho nên nó ngăn chặn được cái sự xơ vữa động mạch, đúng không ạ? Đấy là cái tác dụng hữu hiệu nữa của sâm khô Hàn Quốc đối với sức khỏe của chúng ta. Vâng, thưa, và trên hết thì nó còn giúp là chúng ta giảm căng thẳng mệt mỏi, chống stress, nâng cao cái thể lực của chúng ta, đúng không ạ? Tăng cường cái trí não này, ví dụ như là tăng cường trí nhớ này, tăng cường về thính giác, thị giác cho chúng ta. Vâng, đấy là những cái phục hồi rất là cơ bản về sức khỏe. Vâng, và cái một cái tác dụng nữa của sâm khô thì các anh chị cũng biết rằng là cũng như các bạn cũng biết rằng là cái tác dụng của sâm khô nó còn cải thiện sinh lý cả của nam lẫn nữ giới. Cho nên các anh các chị có thể có sử dụng và cảm thấy rất là hiệu quả đối với sức khỏe của chúng ta. Thế và sâm khô Hàn Quốc còn là một cái nguồn sinh lực mới cho chị em phụ nữ, bởi vì là ngoài cái việc cải thiện sức khỏe, cải thiện sinh lý thì sâm khô Hàn Quốc nó còn có cái tác dụng là chống lão hóa và làm đẹp da. Vâng, đấy là những cái tác dụng cực kỳ hiệu quả của sâm khô Hàn Quốc đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Vâng, thưa các bạn, trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về tác dụng của sâm khô Hàn Quốc loại hộp thiếc 600g. Để biết thêm những thông tin về sâm khô hộp thiếc cũng như là những cái sản phẩm khác về sâm cũng hoặc là những cái sản phẩm về bảo vệ sức khỏe khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com hoặc gọi điện thoại tới số 0979 149256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Chúng tôi luôn luôn mong muốn và đảm bảo mang tới tay người tiêu dùng những sản phẩm chính hãng và được đảm bảo nhất. Vâng, chúng tôi với phương châm bán hàng chất lượng là uy tín có chương trình hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày để
mang tới người tiêu dùng cái sự an tâm nhất khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi ạ. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.